Halusnya nih lama banget. Sebenarnya. Tuh ini kodanya. Ya bisa tuh. Ya. Oh, ada lah kan. Kayak bisa tuh untuk menolong. Chờ cái cờ hết luôn. Đây là tập phải không? Thích mình chưa? Đây là thích mình chưa? Cứ mở tin, phong phú mà đặc trưng nó mở nhất á. Nếu mà các bạn mà cái công trình của chúng ta 25 tầng, yeah. Thầy nói là giả sử cái công trình chúng ta 25 tầng mà khoảng 16 tầng, thì việc đầu tiên là chúng ta vô phần dữ liệu, dữ liệu đây chúng ta sửa lại 25 tầng, 26 tầng và số chiều cao đây chúng ta nhìn vào đây nhìn công thức là sẽ gặp lại để tính gì, tính hệ số của sin. Sau đó chúng ta qua bảng dao động thì chúng ta sẽ chèn lại, chỉ cần chúng ta chèn lại. Sau khi chèn rồi xong thì chúng ta sẽ quét hết và chúng ta kéo xuống. Kéo xuống thì ở đây chúng ta chú ý cái hàng đây này nó hay bị nhảy này. Ví dụ như mà hàng nó chỉ 1,2 hết nhưng mà nó cứ kéo xuống ô là nó nhảy. Thì ở đây chúng ta kéo xuống lại sửa lại. 1. Đây 1,4 chúng ta cũng kéo xuống. 1,4. Thì chúng ta sẽ xem cái sự chênh lệch giữa tầng này chênh lệch ít thôi. Nếu mà kết quả nào nó chênh lệch nhiều thì chúng ta phải xem lại các số liệu ở trong này. Đó là chúng ta sử dụng. Đó, ví dụ như đây là phải kéo thêm là 20 hay mấy tầng thì nó đều ra. Và tương tự như thế thì sẽ xuống bên dưới. Và chúng ta cũng chèn thêm cái dòng. Và chúng ta cũng gì? Cũng quét và kéo xuống. Đấy. Thì kéo xuống nó mọi số liệu này sẽ đưa xuống cho mình. Được chưa?
chúng ta ghi thêm cái phần chuối để chuối trong cái phần tài liệu á. Là trường hợp mà công trình cao tầng thì việc thứ nhất là vô dữ liệu data để chèn chèn thêm cái số tầng và sử dụng cao hộ. Trường hợp nếu mà công trình nhiều tầng thì chúng ta qua bảng dữ liệu data và chúng ta hiện giờ các bảng dữ liệu data bên đây nó tương mấy chục tầng, 35 tầng rồi. Nhiệm vụ chúng ta chỉ việc quét và sau đó kéo nó lên tiếp theo thôi. Bước thứ hai chúng ta qua cái bảng gió, qua bảng giấy lên cái phần bảng gió gió tính. Chúng ta nhập nó sửa chèn vào mà chúng ta kéo. Chúng ta ghi chú ý cái hệ số C và hệ số vượt tải N. Chú ý hệ số khí động hệ số C đó và hệ số vượt tải N. Thứ ba là chúng ta sẽ sửa lại chiều cao h khi tính chiều cao h khi tính hệ số tương quan không gian. Thì đó là những cái mà chúng ta chú ý. Còn bạn nào mà cẩn thận á, bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu á, vâng, thì chúng ta chỉ việc là kích vào ô này, chúng ta xem cái dòng đây chúng ta hiểu, vâng, xem cái công thức, ví dụ như thầy kích vào đây thì nó bằng đây, cái đồng đô la đề chín, tức là nó lên giá trị tuyệt đối. Nếu qua đây thì nó lấy dữ liệu từ data 1H7, nếu qua đây thì nó lấy dữ liệu từ C21, K đây thì nó lấy dữ liệu là những một cái công thức mà chúng ta đã học. C là nó lấy theo dữ liệu từ 1.4, rồi còn lại đây công thức là thích nhân theo. Thì chúng ta sẽ nắm được cái bản tính lái xe này và chúng ta hiểu được. Sau này chúng ta điều khiển được. Chúng ta nhé. Rồi, đó là về cái bảng gió theo phương y. Giờ gió theo phương y, chúng ta qua cái sức thứ hai, gió phương y. Gió theo phương y thì trình tự cũng tương tự như phương y, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ tính theo gió phương y thì có một số đặc điểm khác. Giờ gió theo phương y phải không? Thì công thức là nó cũng gì VKP cũng tương tự như phần VK giờ x, mấy cái này y chang nhau đấy. Thì qua cái bên này, cái bạn này thì giờ chúng ta lập công thức là chúng ta kết nối, không? Cái chu kỳ chúng ta lấy bằng qua dữ liệu data, dữ liệu data và chúng ta lên cái dòng trên cùng, chúng ta lấy bằng của cái mốc 1 chu kỳ enter và chúng ta kéo xuống để con chuột hình yêu cầu và kéo xuống. Bước số 2 này, chúng ta xuống tính bảng gió tính. Bảng gió tính. Thì lúc này chúng ta nhớ này, là bề mặt đón gió là cái bề mặt vuông góc với phương y.
gió theo phương y là nó thổi từ bên trong, thổi từ mặt đứng của chúng ta là thổi tới, thì bề rộng của đón gió là bề rộng là theo phương vuông các phương phương y. Cái đây đây, cái đây VL là ký hiệu theo tiêu chuẩn 229 bây giờ. Thì tiêu chuẩn 229 là nó chính là càng. Phương y là tức là gió thổi theo phương y thì bề mặt đón gió tức là bề mặt tiền này, mặt tiền đây chính là D, và D của mình theo cái bài của mình nó là 30 mét, cho nên giờ là nhập DT nó bằng chính ở đây và kết nối bên này qua lại, chỉ cần chúng ta nhập cái D với L thì tự động bên này thì nhảy. Đó. Ví dụ đây thầy cho 10 này thì toàn bộ đây sẽ nhảy 10 hết, nhưng mà cái này chúng ta nó là 30 là sửa lại thì cái đây nó là bao nhiêu chạy. Vậy chỉ cần chỉ sửa lại cái đây và cái đây xong, à, cái phần tấn tải bước tiếp theo. Bước tiếp theo là một 3.4. Cái gì? Hỏi gì? Sang. Chỗ này chưa hiểu. Rồi sang 3.4 đi ạ. 3.4 thì cái công thức của chúng ta cũng y chang như với. Giờ chúng ta sẽ tính dạng dao động y bằng 2 có tần số f2 bằng mấy. Giờ chúng ta tần số f2 bằng mấy? Bằng 0.572. À, theo phương y là phương y này có tần số 0.572 thì chúng ta xuống đây chúng ta sửa 0.572. Sửa cái hoa này 0.572. Tiếp tục tục cái F2 đây, F2 đây chúng ta cũng sửa bằng 0.572. Rồi. Khi chúng ta sửa phần 0.572 là sửa cái F2 cho cô cho mày thì cái hệ số số E đây này là bằng 0.072. Nó theo công thức này. Và trong cái thông công thức này là bằng căn bậc 2 nhân V kép 0 nhân V 9 nhân 10 chia cho V 940 và chia cho H 49 thì nó ra bằng 0.072. Hôm trước các bạn thì có nhớ là thầy nhắc vì sao nhân cho 10 chưa? Vì sao? Từ đơn vị à, đơn vị của nó là Newton trên mét vuông chuyển sang đơn vị là kg. Thì làm đổi từ Hà Đà Nẵng thì toàn bộ dưới nó thay đổi hết. Bây giờ mình cửa lại là gì? Đà Nẵng. À. À đúng rồi, bữa trước là đi Đà Nẵng. Rồi. À, và sửa lại cái đó là 2 rồi 2 là mã. Sử dụng 2 la mã thì cái thằng đây là mình sửa lại là mấy? 95. Rồi. 95 thì bắt đầu mấy thằng dưới nó sẽ theo. Nó sẽ chạy theo. À, chúng ta nhớ cái màu đỏ. Thời ký hiệu màu đỏ là cái chúng ta cần phải nhập số. Nhập số thay đổi. Rồi. Vậy thì khi được là trang thằng này vào. Đó. Thì thằng này nó là hồi nãy là 0 thì mấy đó. Giờ nó là 0.063, giờ chúng ta tra đồ thị. Bước tiếp theo tra đồ thị. Đó thì bạn này 0.063 này, trước này 0.05 nằm ở đây này, 0.06 nằm này, 0.063 thì nằm đây. Chiếu lên thì nó nằm đúng với dưới 1 này. Và cái này cũng gần đúng. Rồi chiếu qua 1.6 thì 1.5 hay là 1.6 hay 1.7, nếu mà chính xác thì chúng ta cứ lấy thước căn ra 1.7 chia ra. Thì cái hôm nay tra bảng chỉ có tra đồ thị chỉ gần đúng thôi chứ không chính xác. Và thì khi tra đây thì nó được bao nhiêu?
cho nên ra 1,6 mấy đó. Thì, ví dụ như giờ cha đây ra 1,6 năm thì đó là chúng ta sẽ tra được vitamin C 1 6 mấy nó làm cũng được sao đâu. Bước tiếp theo không phải cái đấy là mình tự nhập á, cái đấy à, mình tự nhập. Bước tiếp theo là chúng ta ấn cái hệ số khi 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 bằng cũng tổng công thức này và cũng chia ra này thì cái q bằng 0,69 đó. Thì giờ cái chỗ này q bằng 0,69 là nằm chỗ nào này? Rồi. Giờ nó chính là cái q đây là cái hệ số tương quan không gian, mà tương quan không gian là bây giờ là mặt d chúng ta là 30 m, thì sau này các bạn sẽ nhập 30 m ra. Thì cái mặt d này là nó sẽ không có nhân 0,4 nữa. Đây cho mình công thức vào đây. Làm trả mấy. À, số tương quan không gian. Cái hệ số này là nói này, nếu về mặt âm gió là XOY thì cái này nhân 0,4, còn trường hợp mặt âm gió là XOY à. XOY còn của mình là nó thuộc mặt bằng gì, mình là XOY, mặt âm gió mình là XOY, cho nên là cái B này lấy bằng D, ta không có nhân hệ số nữa. Bề mặt âm gió theo trục tọa độ đây, mình là âm gió này Z này O này X này, cho nên khi nó thổi như thế này á, thổi thẳng vào là bề mặt âm gió này, và mặt phẳng có cơ bản song song với bề mặt tính toán là bề mặt âm gió, nó thổi này thì cái phần rho này chúng ta lấy đúng bằng D, cho nên là chúng ta qua các bạn Excel á, thì bên này nó khác với bên X chứ, tức là X đây chính là bằng gì, à cái D đây chính là bằng 30 chứ không phải nhân. Qua cho X này, qua cho X thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ này là cái này bằng 0,4 nhân L, còn cái bên do Y này là bằng 9 lắm luôn chứ không nhân 0,1 à. Mà bằng đây là bằng 30 thì chúng ta lấy trong cái đoạn 30 giữa 20 và 40 và chiều cao chúng ta là 53,8 thì chúng ta nhập vào số này và nó độ suy ra cho chúng ta là 0,689. 0,689 thì lấy chẵn bằng 0,690 à, thì số này tức là thì nó bằng tọa độ đường này. Và khi nó bằng tọa độ này thì nó tra xuống cái bảng đây. Đấy, chúng ta nhập vào từ đây nó chính là tọa độ như thế này. Rồi. Và thì chúng ta sẽ được một cái hệ số vi. Bây giờ cái bảng tính của chúng ta này, cái bảng tính thì toàn bộ là chúng ta lập công thức hết, chỉ có cái từ CI đây, cái CI đây thì nó rộng xuyên, nó lấy từ cái bên gì, bên dữ liệu data. Trường hợp nếu mà cái dòng Y8 nó bằng A thì nó lấy ở cái cột à, cái cột ở bên data là tức là cái cột này, cột A này, lấy qua, cho nên là do Y thì nó lấy sang ngoài cái đây cũng tự động luôn. Khi thì tính à, cái D ri tức là bề rộng của thằng ri là bằng 30 m, thì chúng ta chú ý là trường hợp mà tiết diện chúng ta thay đổi thì chúng ta phải nhập cái D này cho nó phù hợp. Còn đây là hình chúng ta đang thẳng đứng từ trên xuống cái bằng nhau. Còn cái hát thì cái bằng thôi và nó nhân qua, cho nên lúc này ấy, thì người ta sẽ tính được VKP. Các bạn tiếp theo này, cái phần nào dư chúng ta xóa mới được. Các bạn nhìn ra hiện nay của chúng ta là các bạn này nó đang lên chữ như này, bây giờ nó chưa hiểu cái giống của thầy không? Hai có à, bạn đây thì cái bảng này là cái mục đích là tính gì, là
đến khuya đây này. Thì giờ chúng ta đừng cần tính cái phi y. Và thì giờ cái y ri 2 này này. Tại giờ chúng ta lập cái tiêu bằng. Cái này nó bằng cái gì? Cái này là chuyển vị. Hoặc là nó là gọi là dịch chuyển ngang tỷ đối của dạng dao động số 2. À, chúng ta sẽ bằng. Và chúng ta qua bên dữ liệu ETA. Chúng ta lấy bằng. Đấy chính là làm cái này. Đây. Lấy cái mốc 2 này và chúng ta lấy ở cái cột bên cạnh cắt của đó ô ở bên dưới là 0,0 chúng ta lấy là lấy chúng ta này là 0,00006 lấy qua sau khi lấy qua xong thì chúng ta kéo từ trên xuống tiếp tục cái MRI chúng ta lấy ra MRI sẽ bằng qua dữ liệu ETAG và chúng ta xuống những cột dưới cùng những dòng dưới cùng chúng ta lấy mắc x mắc y cái này thì phải nhân thêm mấy cho 10 nữa nhân 10 và nhân thêm cho 1000 nữa nhân 10 là nhân gì nhân quy ra tấm nhân cho 1000 là quy ra tí chúng ta enter ra và nó chạy theo kéo từ trên xuống vậy là được cái quy bằng 0,163 thầy dạy ở đây là các bạn nhớ về thì xóa hết làm lại từ đầu đi làm như nhớ được làm xong ghi vào sổ không ngồi nhau Thank you.
thì gì đâu có cái này toàn bộ đây thì nó có rồi, giờ chúng ta nhập theo phương diện FX
chúng ta học trên lớp là làm được rồi không? Rồi chúng ta nhập vào cái xong. Thầy vậy xóa bên cột X điền thầy. Cái gì? Giả sử như hồi trước có nhập một lần rồi á. À, trước là nhập vào phương FX này. À, là nó có rồi. Có rồi thì bây giờ mình nhập bên FI, do Y là phải nhập bên FI. Nhưng mà cùng mình vào bên cái chỗ khai báo hoặc tải chỗ à đúng rồi, đây do Y. Do Y này. Rồi. Giờ do Y này. Do Y phải không? Modify. Nhân cho trừ 1 vào nữa. Phải dòng trước các điều kiện phải đọc ít ít rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy này, à, tính tải đã nhập tải hoặc tải có rồi, giờ x có rồi, giờ y có rồi, giờ x có rồi, giờ y có rồi, và chúng ta đã hoàn thành việc tính toán và nhập tải chậm gió động và không chừng.
theo. Cái phần tổ hợp. Tổ hợp tài trọng. Thì thầy sẽ dạy cho chúng ta cái phần tổ hợp tài trọng. Gió y và gió x là thằng này là gió, gió x sẽ bằng này, bằng gió gì, gió tấn x nghe chưa, cộng cho căn bằng 2, gió x một bình phương cộng cho gió x 2 bình phương và gió x 3 bình phương. Với gió x 1 là dạng dao động 1, gió x 2 là dạng dao động 4, gió x 3 là dạng dao động gì 7. Nhưng mà thằng 4, thằng 7 là nó lớn hơn 1,3 cho nên mình nó bỏ đi không? Đó. Chỉ có thằng nào mà nhỏ 1,3 mình tính thì lúc này chỉ còn có một thằng này thôi. Cái chỗ này có hiểu không? Đó, thầy ghi lại chỗ này. Gió cái phương ít. Xe bằng. Gió tính ít. Cộng cho căn bậc 2 này đúng của nó là gì? Gió tập x1 bình phương cộng gió tập x2 bình phương cộng gió tập x3 bình phương. X3 tức là dạng 1, dạng 2, dạng 3 đó. Nhưng mà do hai cái thằng này nó lớn hơn cái F á, lớn hơn 1,3 cho nên mình đã loại nó rồi. Chứ còn các bạn á thì nó là khi nào có cái này ngoài có này này. Đó, các bạn đi thầy sẽ giảng cái này. Hiện nay á là do công trình của chúng ta bao nhiêu chỉ có nhỏ hơn 16 lọ. Cho nên chỉ có cái thằng dao động 1 là nó nhỏ hơn 1,3 thôi cho nên chúng ta chỉ tính một cái. Nên mấy thằng này là dạng cho động số 4. Số 4 tức là dạng 2 mà số 7 tức là dạng 3. Không? Là chúng ta bỏ. Đấy. Còn trường hợp là dùng cái nhà mà 3 lần, 3 lần. Dù như nhà 3 lần thì cái dạng số 2 này nó nhỏ hơn 1,3 là vẫn phải tính. Và thằng này có một số là thằng dạng số 3 này nó nhỏ hơn 1,3 là chúng ta phải tính luôn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái bảng này này. Hiện nay là mới là gọi là do ít thôi, chỉ một dạng thôi này. Như thế này, chiếu lên cho chúng ta xem. Chỉ cái thằng này là nhỏ hơn 1,3 thôi, thấy chưa? Là mình tính cái thằng này, qua cái thằng số 4 là 1,7 nên mình đã loại rồi. Trường hợp mà nhà cao phần lớn hơn 30-40 thì mấy thằng đây là vẫn nhỏ hơn 1,3 là mình vẫn tính thôi. Mà khi tính thêm thì tại trọng đây là tăng hơn 2. Tương tự như thế, do ít cũng thế, do ít cũng thế và do ít cũng thế. Cho nên hiện giờ là cái mình làm là mình đã loại đây rồi. Đó. Mình đã loại. Mà thằng này bình phương mà căn thì cũng chính là nó luôn. Cho nên mình có loại luôn cái thằng này rồi. Đó. Cho nên hiện nay cái bản tính của thầy đó là nó nằm ở chỗ này. Đấy. Nó bằng tính cộng động. Đấy. Đấy. Giờ nó bằng tính cái động thì cái thầy là nó đã rút gọn rồi. Nó còn này. Thấy chưa? Và thì đó là thầy giảng cái phần thứ nhất là phần gió lên như thế. Nó sẽ có một cái tại nữa là động rất ít. Động rất ít thì chúng ta đi D đi. Và D, D đi. Vậy có D, D ít ít không? Là động rất thì phương ít không?
có động đất Tây Phương Yên nó vẫn có, nhưng mà do dao động đối xứng cho nên chỉ cần làm một cái là đủ rồi, cần làm cái kia một kết quả cũng như vậy thôi, chứ không có khác gì hết. Vậy thì đây là người ta gọi là các trường hợp tại. Khi học ở trên lớp, đây phần bài này, đây chú ý này, đây là phương y, đây là phương phong. Hiện nay giáo chúng ta đang theo phương này, phương ngược lại như này. Một số các tài liệu, anh chị này chúng ta theo phương phương khác này. Các bạn nhớ không? Học xuyên. Nó xin là nó lấy cái giá trị bằng mấy? Căn không nó lấy giá trị cái đây là bằng không phải mấy? Còn số 3 là mà căn bậc 2 của 2 thằng đây cộng lại chia ra. Đó là đọc một số sắc. Đọc thứ nhất là đọc một số sắc này nó nói như thế này. Cái thứ hai nó là một số thầy sẽ dạy như thế. Thấy chưa? Thầy đọc thì thầy cái này cũng biết nhưng mà thầy tuân thủ theo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nó nói thế này. Còn trường hợp này là các thầy là thế nào nó thêm còn nếu mà thằng này không phải số 3 con nó quay qua bên này, nó quay qua bên này à, tức là không phải số 3 lấy cái gió từ bên này một cái giá trị a nào đó thì nó quay qua bên này, nó quay bên này thì nó phân ra hai lực, mà hai lực này thường là không đồng thời xảy ra, và nếu nó xảy ra thì giá trị này vẫn nhỏ hơn giá trị chính của nó, cho nên là tiêu chuẩn nó không có là mình hiện giờ nay là chúng ta chỉ theo hai phương đây là theo đúng tiêu chuẩn, còn tiêu chuẩn không có nó thường xuyên nữa. mà sắc nó là gì, thầy nó, các thầy nghĩ ra hoặc là các thầy thấy một trường hợp để đưa vào để xét, nhưng mà một trường hợp đó các em cứ xét đi, cứ xét, cuối cùng thằng này là không phải là lớn nữa. Mình vẫn đưa vào nhưng mà sau này các em lấy cái biểu cái độ lực lớn đó là các em cho cha lại thì nó không bao giờ có tổ hợp nào. Thì nó luôn luôn nhỏ hơn hẳn đó, cho nên trường hợp này là thầy nói là chúng ta đọc sắc thì có và chúng ta tham khảo thêm thôi, và cái đây là cái gì là bỏ rồi. Bây giờ tổ hợp chúng ta cũng theo nguyên tắc có ba tổ hợp. Tổ thứ nhất là tổ hợp cơ bản một, tổ hợp thứ hai là tổ hợp cơ bản hai, tổ hợp thứ ba là người ta gọi là tổ hợp đặc biệt. Đấy, tư chuẩn Việt Nam nó bao hàm như thế. Còn nói tư chuẩn nước ngoài thì nhiều lắm, nhiều mẫu nước mẫu khác mà. Thì về nguyên lý tổ hợp cơ bản một, nó sẽ bằng tĩnh tải cộng cho một hoạt tải, một hoạt tải nhân cho 0.1, hai nhân cho một. Tổ hợp cơ bản 2 thì sẽ bằng tĩnh tải cộng cho 0.9 là hoạt tải. Tổng sức ma của hoạt tải có thể là 2 hoạt tải hay 3 hoạt tải, nhưng mà tất cả các đây đều như 0.9. Tổ hợp đặc biệt riêng một cái tổ hợp nữa cũng đặc biệt là nó là 0.9 tĩnh tải cộng cho đặc biệt nhân cho 1
là tiêu chuẩn nhà cao tầng. Tiêu chuẩn nhà cao tầng. Vậy thì hiện tại này, chúng ta thấy là một số thầy dùng cái đây là 0.19, là những cái bài thầy này là dùng tiêu chuẩn nhà cao tầng là 1.197 đó. Còn thầy nào mà dùng chỗ này là 1 thì theo tiêu chuẩn động đất là 9.386 hoặc là tiêu chuẩn 3.75. Nhưng mà trong hai thằng này mình thấy thằng nào là cao hơn, thằng này là thằng cao hơn, nghĩa là số đây là lớn hơn, là an toàn hơn, và thằng này đúng để tính động đất. Còn thằng này như nào, nhà cao tầng thì nó chỉ nói tiêu chuẩn tải trọng đặc biệt, mà tải trọng đặc biệt thì gồm tải trọng gì, tải trọng nổ, tải trọng tuyết, tải trọng động đất, tải trọng gì đó là chữ bên đúng không? Nhưng bây giờ mình đang tính thằng động đất thì mình nên theo động đất và theo thằng này là gì đâu. Vậy là ba cái đây là chúng ta tuân thủ rồi chúng ta sẽ đọc được cái này. Vậy thứ nhất là cơ bản một, tổ hợp bây giờ thì thầy nói là tổ hợp con bao một không, con bao một chúng ta theo đây theo nguyên lý này, tính tại mặt một thập tải, tính tại cộng cho gì thập tải, con bao hai tính tải cộng cho gió ít. Rồi, con 33 là tính tải cộng cho gió ít ít. Con 34 tính tải cộng cho gió ít. Con 35 con 36 tính tải cộng cho 0.9 hoặc tải cộng cho 0.9 gió ít. Con 37 là tính tải cộng cho 0.9 hoặc tải cộng cho gió ít. Con 38 cái 0.9 tính tải cộng cho 0.9 hạ tải cộng cho 0.9 cái gió trên 0.9 nha, 0.9 gió y. Con 39 tính tải cộng 0.9 hạ tải cộng 0.9 gió y. Rồi con 30 là tính tải cộng cho gì động đất. Con 30 là tính tải này cộng cho động đất này, động đất yếu cộng cho hoạt tải nhân lên thang. Đấy, tiếp tục con 31 là tính tải cộng cho động đất y cộng cho hoạt tải nhân hệ thai. Em thao bằng mấy, em thao bằng mấy thì chúng ta dựa tiêu chuẩn ra chưa chuẩn 9.386 đó là tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất thì chỉ cho chúng ta cái gì đây, nó chỉ là thằng này các tổ hợp động đất này chúng ta ghi là cái đây là 1.3.2.4 trang 32 em ta này là 1.3.2.4 trang 32 tiêu chuẩn là 9.386 đó tính toán
Em pha bằng 0.3 khi đây là nhà ở nhà gia đình. Em pha 0.3 khi nó là văn phòng. Bằng 0.6 khi là hộp họp. Bằng 0.16 khi là mua bán. Bằng 0.8 khi là con chữ. Bằng khu vực giao thông là 0.16. Khu vực giao thông mà nhỏ hơn là 0.13. Vậy thì cái nhà chúng ta đây này. Chúng ta xem cái nhà. Nhà cao tầng chúng ta hiện nay nó là thuộc dạng như này, tức là 3 hay 4 tầng dưới là từ tầng 1 tới tầng 5 mảnh vuông, sau đó lên trên nhỏ dần. Bên để như để đây là siêu thị, là trung tâm thương mại, là chỗ để xe, và sau đó lên dần là căn hộ. Vậy trong nhà đây là có nhà ở không? Có. Có văn phòng không? Có đây văn phòng cho thuê, có chỗ để xe không? Vẫn có thư viện không? Vẫn có. Nó đủ ấy. Vậy thì giờ lấy một cái này. Khi dạy á thì các thầy vừa lấy cái lớp nhất để an toàn đó. Nhưng mà để chính xác thì phải lấy túi nhung của nó. Nhưng mà cái chính xác là cây chưa có kinh nghiệm làm là thầy phải làm được. Tức là khi mà nhập đây là như thầy nhập cái phần mà hòa tải và tĩnh tải là thầy nhập cái ô sàn nào là của phòng học là thầy nhập đúng như phòng học. Ô sàn nào của bể xe là thầy nhập đúng như của xe là thầy ký hiệu riêng. Sau đó thầy nhập toàn bộ cái hoạt tải đó là nhân cho 0.3. Cái hoạt tải làm nhà để xe thì nhân cho 0.3. Và cũng phải ra một cái tập luyện. Thì đó nó phức tạp lắm. Cho nên là giờ thầy chỉ dạy cho các em hiểu thôi. Cho nên giờ chúng ta thứ nhất là lấy thằng này. Và làm đồ án tốt nghiệp các em cũng lấy thằng này. Còn sau này đi làm nhé. Đi làm thầy sẽ nói rồi. Nếu đi làm chúng ta sẽ lấy thằng này. Đúng không? Thì nó ra thép thi hành thôi. Thầy làm á, thằng nào ra thằng ấy thì thầy lấy thép thi người ta. Nếu mà thi phương án là thầy ít thép hơn này, vậy là thầy sẽ rẻ hơn. Mà rẻ hôm nay là thầy cũng không. Chả đâu. Vẫn đủ theo gì rồi đấy. Nếu mà đi làm thì ta cần giờ làm đoán thì vẫn ta lấy thông tác. Cho nên giờ chúng ta thống nhất cái này là không phải tác. Không, sửa lại. Nhân chắc không phải tác. Đó là xong đi. Chỉ cần 11 cái tổ hợp là ok. Vì khi đọc cái này này, khi đọc cái này thì không hiểu lấy cái nào. Đấy. Mà lấy cái 0.8 thì kêu 0.8 thì lại gấp mấy lần mấy này. Gấp 2 lần. Tải trọng mà tăng lên gấp 2 lần thì nội lực nó nhiều lắm. Mà lại mà mình tính an toàn thì hoặc là tính tổ án thì làm được, chứ còn nếu mà ra mà tính mà thiết kế thì hai lần thì ra thấy nhiều, mà thấy nhiều thì tốn cái chủ tư. Cái lúc đó mà hoạt thải mình nhân dân mình thối đi luôn. Hoạt thải là tắt riêng từng loại hoạt thải. Hoạt thải xem về đây. Đây này, hoạt thải một nhà ở thì chúng ta ghi A. Hoặc tại căn hộ, hoặc tại gì? Văn phòng thì ghi B. Anh là cùng hệ số thì ghi là hoặc tại nhà ở và văn phòng thì lên loại A này. Hoặc tại loại gì? Hội họp mua bán này. Và gì nữa? Và nhân thông thì nhân 0.6, còn này 0.6, còn này 0.3. Và cuối cùng chỗ gì? Chỗ lưu trữ thì cái hoặc tại này chúng ta ghi C. Mình ghi là ký hiệu. Sau đó qua tính tạo đó thì mình lấy cái này nhân hệ số, lên cái này nhân hệ số, nhân cái này trên hệ số thì bắt đầu nó ra. Và nhân hệ số này thì cuối cùng thằng này lại chụp về thằng này. Mình nhân xong mình lại để lên một thằng. Vậy sau đó lập công thức là cũng chỉ ra cuối cùng tổng thằng này. Nhưng mà những cái hệ số này thì nhân chính xác. Người ta sẽ đặt thêm một cái tổ hợp bằng gì? Hoặc tải sẽ bằng hoặc tải A cộng hoặc tải B cộng cho hoặc tải C. Và khi lấy thằng này thì chỉ nhân cho thằng này thôi. Và mấy thằng này đã nhân hệ số rồi, 0.3, thằng này 0.6, thằng này 0.8. Để đúng như tiêu chuẩn này. Không? Thì nói nếu mà bạn nào cũng quan tâm thì hiểu được, hiểu được xong thì làm được.
còn hiện nay là các thầy theo thầy biết là các thầy chưa biết cái này đâu, cách này đấy. Tức là khi các tổ hợp khác là nếu lấy hoạt tải á, thì mình vẫn nhân với hệ số bình thường của nó, rồi đến khi mà nhập vào của động đất thì mình mới nhân hệ số alpha đấy. Nhập ngay từ ban đầu lấy thế này. Riêng cái động đất thì mình phải nhân theo thằng này. Còn mấy thằng hoạt tải đây này, hoạt tải này phải không? Thì mình lấy thằng này cặp thằng này cặp thằng này là nó ra. Tức là lúc này mình cặp luôn ba cái. Và lúc này là không nhân lại thế này, thì nó mới ra cái hàng tức là khi mà mình lấy cái hoạt tải của các combo bình thường á, là mình lấy cái hoạt tải tổng. Đúng rồi, lấy hoạt tải tổng mà không nhân hệ số thôi. Rồi khi lấy hoạt tải động đất thì mình lấy thằng này và trong đó những thằng này để nhân đúng hệ số thì nó mới ra được. Thằng này là giữ nguyên này. Thằng này nha, chúng ta lấy này. Thằng này tất tải hoạt tải là mấy thằng này bằng 1 hết. Và thì lúc mà nhân tổng cơ bản thì cái hoạt tải này phải nguyên mà bằng với thằng này để nguyên cả bạn. Còn khi nhân tổng đất thì cái hoạt tải này là phải thằng này nhân theo đúng từng thằng một. Và thì lúc này là như này, đại khái như này. Nhưng mà khi mà mình khai báo tải lên sàn á, thì cái tải giả như kiểu cái đấy là cái nhà giữ xe hoặc là thì mình cái hoạt tải mình đưa lên cái sàn đấy luôn là mình nhân luôn hay sao vậy? Xong mình nhân đúng gốc của nó chứ. Ví dụ như này, như phòng học thì hoạt tải là bằng 2, cái phòng ở là hoạt tải bằng 150. Hành lang thì 2.4. Còn chỗ để xe thì phải nhân 8. Vì cái xe bự trẻ không, xe 4 chỗ nó nằm trên xe. Thì tí năm theo cũng như vậy. Nhưng mà khi tổ hợp thì chúng ta phải sửa lại. Bình thường là lấy hệ số 1, còn đặc biệt là lấy nhân theo hệ số 1. Tại vì như thế này, cái thằng này ấy, khi làm ở đây là mấy thằng chuyên nghiệp nó làm kiểu này, thì lúc này nó mới đi thi được. Chứ còn bình thường một mấy thằng mà cứ làm đúng 0.8 thì thi được rất đấy. Làm tốt nghiệp thì được. Chứ còn đi thi mà khi phương án thi cấu là làm kiểu này là phải cho mặt thì thét nhiều. Mà thét nhiều thì chủ đầu tư tiền nhiều, và tiền nhiều thì tấm đậu. Rồi. Và bây giờ chúng ta kết thúc phần giao động, mới trả kết thúc phần còn ở đây. Giờ thầy sẽ giảng tiếp phần động đất. Yeah. Phần động đất thì chúng ta mất mấy buổi? 3 buổi. Thì tới phần này coi như là gần 2 buổi rưỡi rồi. Ở cái phần giao động này có ai hỏi gì không? Hôm nay vừa học ở trường rồi vừa học thầy. Có chỗ nào là chưa đó. Rồi. Giờ thầy xóa bảng đi chứ. Theo hai tiêu chuẩn đó, là cái tiêu chuẩn là
cái phần cấu tạo, những cái phần gì khác thôi, phần về những cơ bản cơ bản. Sách bài giảng của bố này chưa được. Giờ này xuống tôi lên nữa, thấy chưa? Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông có cách chỉnh phải làm vào đất theo tiêu chuẩn 3.5. Biết của này chưa? Mới này thi dạy kết cấu là phải dạy của này. Mà nó đang hướng dẫn là nói từng xíu một. Nói tôi đây. Và thầy dạy cũng đúng theo cái quyển này luôn. Cho nên cái quan trọng là viết sách để đọc nữa nha. Quyển này của viện khoa học xây dựng nó biết. Tiêu chuẩn kết cấu. Kết cấu hư hỏng tiêu chuẩn. Ghi là phương pháp phân tích tấn lực ngang tương đương là trang 39. Trang 39 của quyển sách này nó có hướng dẫn chi tiết và từ nay thì sẽ một là kem lên mạng tải, hai là chúng ta sẽ có khóa. Đây là phương pháp này. Phương pháp số 2. Phương pháp số 2 người ta là phương pháp phân tích của phản ứng dạng cơ động. Phương pháp phân tích của phản ứng dạng giao động. Phương pháp này là phương pháp thường dùng cho sinh viên của các trường đại học. Dùng để trong thuyết minh đồ án. Phương pháp này áp dụng cho các loại công trình. Các loại tức là hình dáng bất kỳ, chiều cao bất kỳ, hình dáng chiều cao bất kỳ.
và phương pháp này là phương pháp đúng. Đó chính là cũng trong cái luôn điểm số 2. Phương pháp phân tích phỏng vấn là ở trang mấy? Trang 40. Đây chính là đọc này. Phương pháp phân tích của phản ứng dạng dao động. Đây chính là 12 mốc. Mà 12 mốc chúng ta phân tích trong E8 rồi. Chúng ta lấy cái này. Và sau này các em lấy cái bảng của thầy, các em nhọn vào các em tính. Và các em tính xong các em đưa thuyết minh làm đoán cái gì. Là mà đúng chính xác. Và thầy sẽ chỉ cho các em là dùng bảng Excel, dùng cái này tính. Thấy không? Hiểu được và sau đó áp dụng cho các công trình mới chụp vào được rồi này. 4 năm chụp vào được. Phương pháp số 3 là phương pháp phân tích của phản ứng dạng đàn hồi. Trong đây nó có ví dụ dùng máy phát tính luôn này, nhưng mà cái đây nó chỉ đọc làm cũng được, phải hiểu làm cũng được, chứ mà mình thường em làm cũng được. Cho nên nó viết sách, nó bán xong rồi có tiền, nhưng mà người đọc làm rất được là chắc chắn như thế. Ở đây nó bản tính của nó này, đấy, thấy rồi mấy cái đây mấy cái gì ở đâu đấy, số rừng số ấy. Chỉ cần nhìn số là thấy nản rồi đó. Anh nhìn thấy số nản mới thằng mà học đại học và nhìn thấy đường dấu thôi bỏ luôn, khỏi phải bắt vì trả cuộc số đấy ở đâu ra vì cái thời mà thầy làm thầy học ở đây thầy cứ bỏ luôn. Tìm thì không có sách nào chỉ, mà cứ nên nó sách chỉ rồi cũng đắt hiểu thôi, trả hết sách rồi không hiểu thầy làm dài cũng không có, không chắc chắn là không có. Giờ thì chính là thầy sẽ chỉ trong đây mà thầy chỉ cho các em làm và thầy sẽ chỉ cho các em hiểu luôn. Thầy hiểu được thì mới làm được. Rồi luôn. Và thì cái phương pháp số 3 này là thầy đang nói phương pháp này. Đây. Phương pháp số 3 đây là nó ở trang 11. 13.3. Phương pháp này hiện nay là như các thầy dạy cho em, đúng không? Có thể vẽ đường cong này lên không? Tức là ở trên lớp là các thầy có chỉ có vẽ, hiểu không? Cái này không? Thầy chỉ cho em phải hiểu được cái này luôn. Có hiểu là làm gì để ra này, sau này thằng nào vẽ mình biết nó vẽ đúng hay sai này, ở đâu ra này, vì sao phải như thế này, và phải nhập vào phần mềm nhập cái này. Phương pháp số 4. Phương pháp số là phương pháp phân tích theo lịch sử thời gian. Phương pháp phân tích theo lịch sử thời gian. Thì cái phương pháp này là tất cả các tài liệu trong sách thì nó không có nói. Nhưng mà phương pháp này người ta gọi là phương pháp chính xác. Cái phương pháp này người ta co tổng lớp lại bây giờ. Phương pháp này là người ta đo động đất tại hiện trường của tại cái vùng đó có xảy ra động đất và người ta nhập vào. Mình hồi giờ có động đất đâu, mình không đo được, nhưng mà thằng nhập nó đo được. Nó đo trong vòng 100 năm có cái động đất nào mà lớn nhất
thì đó là số lượng hàng lớn nhất ở đọc này. Vậy thì từ giờ trở đi mà không có thằng nào, nếu mà có thằng đó thì nhỏ hơn cái hàng lớn nhất đó, rất là công trình chịu được. Mà lớn hơn cái công trình mà trong vòng 100 năm này thì công trình nó chịu được. Ai biết được nó có lớn hay không? Như mình kêu về cái gì? Mình tính giai đoạn hiện nay cái tiêu chuẩn mình này là tính giai đoạn là cấp 12, tức là báo cấp 12 là ok rồi, mà không có công trình nào là sập hết. Nhưng mà nó gặp siêu báo của Mỹ, mà cũng nguy hiểm rồi. Nhưng mà cái công trình tính tổng cấp giai đoạn của mình là người ta đã tính cái hệ số an toàn lên cấp mấy là lên cấp 1.5 tới 2 lần. Cho nên nhiều khi gặp siêu báo có thể vẫn an toàn. Mình tốc 12 là bao nhiêu? 120 km/h, gặp siêu bão là 250-300 rồi. Cho nên là mấy cái công trình mà trụ tháp anten của đài truyền hình nha, hồi xưa mới làm thêm gì thiết kế cách đây 20 năm, 30 năm rồi, hết thời gian bảo hành nó lâu rồi. Lâu nay còn gặp cơn bão xuống cấp số 8, số 9, số 10 thôi, không sao hết. Con đợt nó ra cấp số 11, cái là gãy cái cọc nó lên. Cái cọc lúc này là quay ra nó hỏi thiết kế tính được không, thiết kế tính không được, vì sao? Họ thuê nước ngoài thôi, thuê nước ngoài nó tính cấp mấy, kêu hồi giờ nước ngoài nó tính cấp 10, giờ biểu cấp 12 nó sắp có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy là mấy cái tháp truyền hình nó cao 50 m, 100 m, lâu nay nó không sập, không có nên sập mà nó gặp những cái bão. Vậy thì cái thằng đây này là phương pháp này là đo theo lịch sử, tức là theo những trận động đất trong vòng 100 năm hay 200 năm, tùy theo các công trình. Và cái phương pháp này nó chính là trong cái tác, nó chính là chỗ này. Đây, nó có một biểu đồ đây. Đây. Nó dùng cái biểu đồ mà đo chiếu dật dật. À, cái đây time, hit sau đây là tức là lịch sử thời gian, cái trường hợp tại trận động đất. Nhập bằng cách này, yeah. Cái nó mờ, cái em nhìn làm sao đâu, nhưng mà cái đây chính là phần mềm nên cũng có luôn. Nhập vào, làm trường hợp thứ 5. Trường hợp thứ 5 là có thể là áp dụng các tiêu chuẩn động đất trong phần mềm. Vì cái động đất phức tạp thì cái phần mềm này nó có nó có theo các phần tiêu chuẩn. Ví dụ như thầy vô đi chỗ phần thiên sai thì thiết kế này còn sơn tiêu chuẩn của Mỹ, tiêu chuẩn của Canada, tiêu chuẩn của Anh, tiêu chuẩn của Eurocop, tiêu chuẩn Hồng Kông. Thì nó nhập đây là chuyện việc mấy thằng nước đây thì mình cầm giấy nó bị kỳ trọng rồi là không Mexico nè, rồi gì đây Italia nè, Ấn Độ nè, Hồng Kông nè, chọn nước mình cái Việt Nam mình sẽ chọn, đó là mình Việt Nam sẽ chọn Eurocop nè. Nếu mà bạn nào mà học ngân sách hay học Hà Nội với Hà Nội thì mới thầy được chọn thằng này sẵn. Vì sao? Vì tiêu chuẩn 357 và 6.75 là dịch từ Euro. Dịch từ thằng đó ra. Nhưng mà điều kiện Việt Nam là khác điều kiện lắm. Thằng ở chứ hàng lớn thằng hàng ở gì? Đó. Nhưng mà mấy thầy được dịch ra và tao thấy thằng này ta đưa qua cái gì? Thì như này. Thầy sẽ chỉ cho người ta là cái này không à? Yeah. Cái này là dạy này, cái này là dạy này, cái này không à. Dạy một cái chúng ta là làm theo đồ án, và dạy một cái chúng ta đi làm à. Còn mấy thằng đây thì toán đầu bộ cuối thì không à, muốn dạy thằng này thì phải mất vào. Tại trọng đất là chúng ta có 5 phương pháp, mỗi phương pháp nó có ưu điểm nhược điểm và
thiết kế thép theo tiêu chuẩn. Thép này, dầm, thanh này, thiết kế này. Pre-prency. Vì đây thiết kế, thanh. Bên chất liền đấy ha, để chất liền một cái mẫu tiêu chuẩn ở đấy gì đó dựa theo. Yeah.
tên đây này. Tên này chúng ta cho chạy. Cho chạy là từ 0.1 cho tới 4 giây. Khi chúng ta cho nó chạy từ 0.1 tới 4 giây thì sẽ thu được cái giá trị cái tên. Đấy, tôi nguyên lấy chút một này. Lại ra để xuống luôn luôn. Khi chúng ta cho cái tên này cái chạy từ 0.1 tới 4 giây thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị ST. Từ cái giá trị ST này chúng ta sẽ vẽ được biểu đồ. Cái đây biểu đồ đây người ta gọi là biểu đồ của phổ. Vì sao người ta cho chạy chúng ta xem cái bảng này này. Vì để vẽ được cái này thì nó cho cái tê này chạy này từ 0 này tới 4 giây. Và từ 0 tới 4 giây này thì nó xác định được cái đường cái giá trị trên này chính là cái tê. Và người ta sẽ vẽ được. Đấy. Mà cái giá trị này muốn vẽ được phụ thuộc vào đất nền A, B, C, D, E và phụ thuộc vào nhiều cái thông số khác. Yeah. Giờ chúng ta mới đi từng cái thông số một. Thì lúc này là chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta sẽ có là cái tên. Giờ cái này thì ghi đúng theo quy định của công thức thôi. Cái tên đây sẽ lớn hơn bằng 0. Tức là lớn hơn bằng 0 giây á. Và nhỏ là bằng TB. TC là giới hạn trên của chu kỳ. TD là giá trị xác định điểm ban đầu.
ứng dịch chuyển không đổi trong bộ phản ứng. Chính là cái công thức trong tiêu chuẩn này. Đây, nó to lên thì nó nằm như thế này. Bên dưới nữa thầy, bên dưới nữa thầy. Kéo xuống dưới. Cho nên là A cái đó là mẫu hoặc là tự là
dựa vào bác hoặc là các bác. Đó là AG. Thêm thằng F nữa. F nữa là đây là chính là hệ số này. Quy là hệ số ứng xử. Hệ số ứng xử quy thường bằng 3,9 đối với nhà bê tông nhiều bằng. Mà là do nhà bê tông có thích nhiều bằng thì quy là 3,9. Beta. Beta là hệ số tầng dưới. Tựa đá. Số cận dưới của khổ thiết kế. Cái đây lấy bằng 0,2. Số cận dưới khổ thiết kế. Bây giờ chúng ta nhìn này, tất cả các thông số này TV, TC, TD và nó phụ thuộc vào AG, nó phụ thuộc vào X là hệ số nền. Rồi. Mà hệ số nền này phụ thuộc vào loại đất. Hệ số cận dưới của thiết kế. Đài xuống tiếp.
nhiều ạ. Mà thì trường hợp chúng ta là mình phải xác định loại nào cho đúng. Thì xác định như này. Trường hợp thứ nhất, đây là mong nông. Ở nhà thấp tầng. Mong nông. Thì cái đế móng chúng ta nằm ở đâu ấy, thì đó chính là đất này mà tầng. Tầng bên dưới kệ. Vì mình theo tiêu chuẩn Việt Nam là tính động đất cho nhà cao tầng. Như thằng Nhật ấy, nhà 2 tầng cũng vẫn tính động đất. Mà 2 tầng thì cần nhìn móng sâu. Do cái vùng của nó là vùng động đất cho nên là nhà thấp tầng thì khi đây chính là vùng. Tiếp tục tới cái móng. Cái móng này thông thường cho nhà 5, 7 hay 10 tầng thì đây là cặp nghỉ. Xuyên bao nhiêu lắm. Vậy thì phải xác định cặp đây là cặp chống hay là cặp ma sát. Nếu cặp chống á, thì phải tính như thế nào, xác định đất nền loại nào. Nếu cặp ma sát thì tính đất nền loại nào. Thì đối với các loại này thì người ta tính giá trị trung bình của FPT của các lớp đất cặp xuyên qua. Ví dụ như thằng này FPT là 10 này, thằng đây 20 này, thằng đây 50 này, lấy 3 thằng đây cộng lại. Vì khả năng chịu lực nó nằm dài hết trên toàn bộ cái cặp. Cho nên phải tính trung bình, sau đó là trả lại các bạn. Các tham số là nhát này, kể cái gì. Tính trung bình ra nó nằm chỗ nào thì chiếu qua nằm đất ở đâu. Tới tiếp tục cái thằng móng nhà cao tầng chúng ta đây. Còn nhồi. Cặp nhồi cũng có hai dạng. Hai dạng gì? Chống ma sát. Hiện nay là các đồ án của chúng em làm là cặp nhồi hay cặp ép hay cặp đóng. Đồ án mà học rồi. Nhồi ép. Nhồi với ép. Nhồi có ép có. Vậy thì hỏi là cặp nhồi các em cắm vào đâu? Không. Đúng. Hả? Đất tốt hay đá cứng? Đá cứng. Nếu bạn nào cắm vào đất tốt ấy, thì đó là cặp ma sát. Tức là nó lấy vừa lực bên hông và lấy vừa lực ở mũi. Còn bạn nào mà cắm vào đá thì đó chính là cặp cọc. Thấy chưa? Vậy ra này, mà thường á, nhà cao tầng là người ta chống vào đá. Để làm gì? Để nó không lún xuống đó chứ. Vì nhà cao tầng này, thầy chỉ nói là nhà cao tầng nếu mà thằng này lún 5cm, thằng này lún 6cm. Hai cái móng, thằng này muốn đắp, thằng kia muốn đắp. Là thằng này nó xuống một xíu, là cái móng nó xuống xíu thì cái đỉnh đây nó nha. Chính như vậy người ta cho vào cặp chống cắm vào đá để cho thằng này khỏi lún, lún không đều không phải. Một là chống nó hết luôn. Chứ còn một cái móng thật bự mà chỗ này là cắm vào đất chặt, mà đất chặt thì trước sau nó cũng có lún thôi. Và thì nó xảy ra hai trường hợp, hàng cặp chống thì lấy đất ở mũi. Còn thằng nào mà dùng cặp ma sát và cặp mũi thì cũng tính trung bình từ trên xuống dưới. Và tính trung bình từ trên xuống dưới thì cũng phụ thuộc vào FPT. Và theo cái thầy đi thiết kế nhiều không? Đi làm thiết kế thì đa số là tức là cắm vào đá này, cắm vào sỏi, bụi, nước hoặc là đất phong hóa, đá phong hóa. Nhưng mà đá phong hóa vẫn là đúng. Đá phong hóa vẫn là đúng. Đá phong hóa là đá mềm. Mà cái bê tông mình là max 400, 350 là nó cứng lắm. Là cắm vào đất mềm là đá nó vẫn đúng. Vậy thì cái này mới là cái quan trọng. Cái này nó phụ thuộc vào người thiết kế nhiều kinh nghiệm hay là ít kinh nghiệm và làm bao nhiêu thì mới sẽ được. Chứ còn nó nói như thế này là cũng chịu cũng không biết. Cũng trong một công trình năm thằng thiết kế, có thằng này chậm, thằng này có thằng chậm, thằng này đó là do gì? Do trình độ thiết kế. Còn làm đất thì cũng một vào đất, nhưng mà có thằng chậm, thằng này có thằng chậm. Chúng ta
Thầy, như mà nãy cọc nhồi mà chống vào đá thì tính là chống vậy thì lấy như thế nào thầy? Lấy loại thấp ở dưới mũi nhọn. Nấu nhà. Hải. Nấu nhà. Bằng những cái bảy.